Tiểu sử trung tướng Tô Ân Sô, xuất thân gia thế khủng và con đường sự nghiệp ít người biết. Trung tướng Tô Ân Sô sinh năm 1963, quê quán tại tỉnh Hưng Yên, cùng quê với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Tô Ân Sô là một tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam, cấp bậc trung tướng. Ông hiện nay đang giữ chức vụ Ủy viên Đảng ủy viên Công an Trung ương, trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm và là người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam. Trung tướng Tô Ân Sô được biết tới là một tướng lĩnh liêm minh, chính trực, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Ông đã có 47 năm tuổi nghề và 39 năm tuổi đảng. Ông đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở nhiều chức vụ khác nhau ở mỗi giai đoạn. Tiểu sử xuất thân và giáo dục của Trung tướng Tô Ân Sô. Tô Ân Sô là con trưởng của nhà báo Tô Ân và bà Nguyễn Thị Thanh. Ông Tô Ân từng là trưởng phòng biên tập quân sự, nay là phòng biên tập Bộ Quốc phòng, Báo An ninh Quốc phòng An ninh, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đầu quân năm 1972, trên đường sang Lào đưa tin chiến trường, Trung tá Tô Ân đã trúng bom của không lực Hoa Kỳ ở khu vực sân bay Dừa thuộc địa phận huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và tử nạn tại nơi đây. Ông được phong liệt sĩ. Còn bà Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1934, quê quán tại Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bà nguyên là giáo viên trường cấp 1, cấp 2, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà đã mất ngày 19 tháng 5 năm 2018. Trung tướng Tô Ân Sô có một người em gái là Trung tá Tô Thanh Lan, là cán bộ phòng chính trị 1 thuộc Công an thành phố Hà Nội. Trước năm 2017, Trung tướng Tô Ân Sô là một chỉ huy tình báo cao cấp của Công an tại Hoa Kỳ, dưới vỏ bọc là đại diện lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ. Năm 2017, Trung tướng Tô Ân Sô về nước và được bổ nhiệm làm Cục trưởng thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 2018, lúc đấy ông đang là thiếu tướng, ông Tô Ân Sô đã được trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Và sau đó, ông Tô Ân Sô cũng nhận được quyết định nắm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an. Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Trung tướng Tô Ân Sô đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho đến nay. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp hàm Trung tướng đối với Thiếu tá Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, ông Tô Ân Sô đã được Đại tướng Tô Lâm trao tặng danh hiệu và vòng hoa. Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã khẳng định quyết định thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Tô Ân Sô. Đó là một sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng cho sự nỗ lực của Trung tướng Tô Ân Sô trong suốt quá trình công tác vì Đảng, vì dân. Còn đối với cá nhân Đại tướng Tô Lâm thì đó còn là niềm tự hào của gia đình, niềm vinh dự của toàn lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.